bạn thấy những cái video và ảnh chụp đó như thế nào? Đa số ảnh video về chủ đề về chân dung, tâm trạng, B-roll thì 85mm là một tiêu cự khá là hoàn hảo. Nếu các bạn cảm thấy cái độ xóa phông của bộ 3 Sigma, Sigma 16mm, Sigma 30, Sigma 56mm là chưa đủ, tiêu cự 85mm này là một sự lựa chọn hoàn hảo chân dung xóa phông. Những cái đoạn video và ảnh chụp vừa rồi mình thực hiện bằng chiếc lens Vinchok 85mm f1.8 này, từ Bắc vào Nam luôn, từ Hà Nội vào Sài Gòn, Phan Thiết. Vì là một tiêu cự phổ thông cho chân dung nên là cái tiêu cự 85mm này, ngoài Vinchok ra thì chúng ta còn có Sony, Zai và Tokina. Vinchok 85mm f1.8 này là một chiếc lens rẻ nhất, 6,7 triệu với lens mới, bảo hành 18 tháng nhé. Lens Light New thì các bạn chỉ mua với giá khoảng 5,8 triệu cho đến 6 triệu. Trong cái video này mình sẽ không quay cái đoạn đập hộp lens nhé, bởi vì là trên thực tế cái lens này đã ra đời khá là lâu rồi. Video này mình sẽ chia sẻ về cái trải nghiệm cá nhân của mình khi sử dụng, các cái ưu điểm và nhược điểm của lens và cái lời khuyên của mình dành cho các bạn khi các bạn mua chiếc lens này nhé. Cái ưu điểm thứ nhất mà mình muốn nhấn mạnh ở nó là quay video và chụp ảnh focus khá là tốt. Cái motor nó lấy nét rất là êm, quay video hầu như chúng ta không cảm nhận được cái tiếng motor kêu ở trong. Cái ưu điểm thứ hai mà mình không thể không kể đến với chiếc Vinchok 85mm f1.8 này là cái build của nó nhé. Để mình bỏ cái hút này ra. Kim loại nguyên khối nhá, cảm giác cầm rất là chắc tay luôn. Cái lúc mình sử dụng và mình đi chơi ra ngoài ấy, gặp một số anh em cầm một số hãng máy ảnh khác như Fuji hoặc là Canon, các bạn ấy có khen là cái lens này nhìn rất là xịn, full kim loại. Và khi mà họ hỏi về giá ấy, mình nói giá của nó thì không ai có thể tin. Mọi người đều nghĩ là cái lens này có giá trên 10 triệu và cái focus của nó cũng khá là êm. Khi nói đến cái giá thì ai cũng rất là bất ngờ. Qua cái điểm đấy chúng ta sẽ đi thẳng đến cái ưu điểm thứ ba của nó luôn là giá 6,7 triệu cho lens mới và 5,8 triệu cho đến 6 triệu với một chiếc lens qua sử dụng. Cùng phân khúc chúng ta có 3 chiếc lens, đó chính là chiếc Tokina thì giá của nó là 9,3 triệu. Như chiếc Sony thì nó có giá 11,990,000. Đặc biệt là chiếc Zai 85mm f1.8 của nó có giá đến 21 triệu. Và qua quá trình trải nghiệm với những chiếc lens khác thì mình thấy lens này có độ nét khá là tương đồng với Sony 85 f1.8. Khi để hai cái ảnh của nó bên cạnh nhau thì bạn hoàn toàn có thể không nhận ra ảnh nào là của lens nào. Và có một số ảnh trải nghiệm thì Vinchok 85mm f1.8 này nó còn cho ra độ nét nét hơn so với Sony 85 f1.8. Nói về cái ưu điểm thứ tư của chiếc Vinchok 85mm f1.8 này là nó hoạt động tốt trên cả body crop và full frame. Không phải lens full frame nào cũng hoạt động tốt trên body crop. Bằng chứng là chiếc Sony FE dành cho full frame nhé, 28 f2. Mình đã từng trải nghiệm và sử dụng nó trên body A6400 để quay vlog và cái kết quả khi mà xem lại video thì nó focus khá là kém. Nó focus hay bị out focus, nó không focus vào mặt của mình. Nhưng khi mình sử dụng Vinchok 85F1.8 này trên body crop và cả full frame thì mình thấy nó hoạt động tốt trên cả hai body. Cả body A6300, A6500 mình đã sử dụng thì nó đều focus rất là tốt. Cho nên nếu bạn là người sử dụng hai máy ảnh, một crop và một full frame thì bạn có thể sử dụng chung chiếc lens này cho cả hai máy ảnh. Ưu điểm thứ năm của nó là quay và chụp buổi tối rất là tốt. Mình mới quay một cái video cho pool bar ở trên tầng thượng vào buổi tối nhé, và một cái video ở trong một bar rượu ở trong nhà. Đó đều là những môi trường thiếu sáng và khi đưa lens về khẩu 1.8 thì focus không được tốt cho lắm, nó hay bị hunting out focus. Đó chính là lý do tại sao các bạn ở trên mạng có đưa ra các lời khuyên là không nên sử dụng lens này để quay video, vì khi để khẩu mắc 1.8 nó bị hunting. Để khắc phục cái lỗi này thì mình có một mẹo cho các bạn, là các bạn hoàn toàn có thể nâng cái khẩu của nó lên trên 2.0, khoảng 2.2 cho đến 2.8. cái hiện tượng hunting nó sẽ xảy ra ít hơn so với việc là các bạn mở mắc khẩu 1.8 quay đêm. Ví dụ như đoạn này mình quay và mình để khẩu 2.2 và mình tăng ISO lên 2000, độ nét của nó vẫn giữ được và nó focus khá là tốt vào cái ly rượu này. Vừa rồi là những ưu điểm và bây giờ mình sẽ nêu ra những nhược điểm để các bạn cân nhắc trước khi mua nhé. Nhược điểm thứ nhất của nó là hơi nặng. Hơi nặng cái này là do cộng đồng quốc tế người ta đánh giá nhá, là nó nặng hơn so với Sony 85mm f1.8. Nó nặng hơn khoảng 100g so với Sony. Đó là cái nhược điểm với cộng đồng quốc tế nhá. Nhưng mà đối với mình thì đây là một cái ưu điểm, bởi vì mình rất là hay quay handheld. Với những cái máy hoặc là body nó có độ nặng cao ấy thì nó sẽ giúp cho shot quay trở nên đầm và êm, giảm được những cái rung lắc. Và dĩ nhiên khi quay mẫu hoặc khi bạn quay quảng cáo về liên quan đến thời trang ấy, phải đi theo mẫu ấy, thì gimbal là một thứ không thể nào thiếu được. Cái nhược điểm thứ hai mà cộng đồng Việt Nam nói về nó là lấy nét bị hunting và không chính xác. Như mình đã nói ở trên, các bạn chỉ cần tăng khẩu của lens lên 2.0 trở lên, 2.2 hoặc 2.8 hoặc là trên 3.0 nhé, độ lấy nét của nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Cái nhược điểm thứ ba mà mình phải kể đến ở lens này ấy, là nó bị viền tím nhẹ khi các bạn chụp những cái bức ảnh ở môi trường có độ tương phản cao. Nhược điểm thứ tư, không có chống rung và
không có chống rung nó sẽ là nhược điểm đối với các bạn hay quay handheld. Để khắc phục cái tình trạng này, các bạn nên sử dụng một body có khả năng chống rung như A6500, A6600. Có thể các bạn sẽ hỏi ý kiến cá nhân của mình như thế nào. Về đánh giá cá nhân của mình, đây là một chiếc lens có độ nét rất là tốt, build thì rất là đẹp, full kim loại. Mình quay nó từ Bắc vào Nam và quay trong rất nhiều địa điểm hoàn cảnh khác nhau. Đây là một chiếc lens rất là đáng mua. Bạn không thể tìm được một chiếc lens nào với giá dưới 7 triệu mà có độ nét cao như vậy. Để quay và chụp buổi tối cũng rất là tốt. Thế còn các bạn, ý kiến cá nhân của các bạn như thế nào? Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên nhấn vào nút like, nút đăng ký ở phía bên dưới nhé, để ủng hộ kênh được phát triển và để mình biết được cái nội dung tiếp theo, những con lens các bạn đang cảm thấy quan tâm hoặc những cái nội dung liên quan đến làm video. Đừng ngại ngần, hãy bỏ lại một comment bên dưới nhé, mình sẽ đọc tất cả các comment đó. Mình chạy bộ tiếp đây, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. À, còn một điều nữa nhá, nếu các bạn có ý định dùng chiếc lens này để làm vlog thì đừng. Bởi vì cái tiêu cự 85mm này mà làm vlog thì sẽ để máy khá là xa, chắc phải cỡ khoảng 7-8m. Mình đã thử làm vlog bằng cái lens này một lần rồi và có lẽ mình không có ý định làm lại nữa. Làm vlog và phong cảnh thì không nên chọn Vinchok 85mm f1.8 nhé.